Rồi, hello cho Nguyễn Toàn gửi lời chào đến tất cả các anh em ha. Thì hôm nay mình có làm một số đồ anh em. Thì ở dưới mình trời mưa anh em, quay video không được sáng ha. Ở đây có một cái chân vịt cánh ba cánh thái ha. Còn lại những dòng chân vịt cốt thẳng. Rồi đầu tiên mình chia sẻ cho anh em cái mẫu 5 ngựa rưỡi anh em, cho anh em đi làm ăn ha. Vỏ tải nổi rồi chạy được. 5 ngựa rưỡi cốt thẳng anh em. Rồi kế tiếp là cái mẫu 74 máy xe 3 máy hoặc là 75, 76, 78 đều chạy được mẫu này nha anh em. Máy xe 3 máy nha anh em. Mẫu này thì mẫu 7 ngựa rưỡi nha anh em. 7 ngựa rưỡi, 7 ngựa, 6 ngựa rưỡi cốt thẳng nha anh em. Cái mẫu này nó cũng giống như mẫu này, nhưng mà cái mẫu này mình làm cho cái 13 cốt xéo ha. 13, 15, 18, 20 cốt xéo là nhông anh em, xài ba cánh đi thải nổi được, cốt cao. Thì đồ này ngẫu nhiên anh em, cũng anh em muốn dặn lộn xộn ha. Thì có nhiêu thì mình chia sẻ cùng anh em nhiêu. Cái này thì 5 ngựa rưỡi cốt thẳng anh em. Cái này thì ba cánh thái, hàng DB, có đóng chữ Kubota. Mình xài cho 478, 475, 476 cốt thẳng trực tiếp con 22 nha anh em. Cái này thì găng 20 cũng giống mẫu 384, 386 hoặc là 382. Cái này thì cái 18 ngựa mình làm cho mẫu Lào anh em, cốt thẳng trực tiếp. Đó, 18 tới 20 ngựa, 13 ngựa chạy cũng được anh em. Còn cái này mẫu máy chính nha nè, chính trơn, chính cốt thẳng. Mẫu này mẫu DB nha anh em. Đây. Cái này thì cái 5 ngựa rưỡi mình làm trên cái clip này, cái video này thì được 3 cái 5 ngựa rưỡi cốt thẳng. Cái này thì cái mẫu cách cánh xéo của mình cắt chế ha. Nó cũng xéo nhọn mà cái góc nó chặt gì nè anh em, mình làm cho cái 5 ngựa rưỡi cốt xéo, xài ba cánh đi tải nổi. Cái này thì cái 7 ngựa rưỡi nha anh em, 7 ngựa, 6 ngựa rưỡi cốt thẳng, lát 14, găng 14 luôn. Cái này thì mình làm cho cái 6 ngựa rưỡi anh em, găng 16, 6 ngựa rưỡi cốt xéo á, đi tải nổi được. Vỏ nặng vỏ nhẹ được anh em. Rồi cái tiếp là cái dịch này ba cánh thái rất là bự nha anh em. Này thì cái dịch này là 5 tấc 6 nha anh em. Này là chạy trái qua hộp số. Cái này thì mình đang làm cho cái máy 3 lồng 1 tấc hết anh em, chạy số 3 tua 1 tua. Mình áp dụng cho anh em đi ghe ha. Đi ra câu, câu mực. Chạy trái nha anh em. Cùi này thì cái cùi này là 1 tấc nha anh em. Từ đây xuống đây là 1 tấc. Còn đường kính thì nó là 5 tấc 6 nha anh em. Này thì chân vịt ba cánh thái nhông trái thì nóc. Ba cánh thái nha anh em. Đó, anh em có xài cái mẫu này thì alo cho mình. Cái này thì anh em nào mà xài những cái dịch mà tay thỏ cánh thường á, cùi ngắn á, cùi có 6 phân á, 6 phân rưỡi á, thì anh em xài cái này thì anh em cút cánh ngắn lại. Cánh thái thì cái bản nó bự nè anh em, bản cả gan tay nè, không tới gan, thì mình cút cắn cái cánh nó ngắn lại nên mình xài ba cánh thái nó có tốc độ. Rồi video mình quay đến đây kết thúc nha. Chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào những cái clip tiếp theo của kênh mình ha.